Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải đang thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt đầu tư dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 28B qua hai tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng sau khi được Cục Đường bộ đề xuất. Quốc lộ 28B có chiều dài gần 70 km, điểm đầu nối với quốc lộ 1A thuộc địa bàn thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, điểm cuối giao với quốc lộ 20 tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Đây là tuyến đường bộ có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giữa hai tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng. Đồng thời đây cũng là một trong những tuyến đường bộ huyết mạch kết nối giao thông thuận tiện nhất giữa các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ với Tây Nguyên. Hiện nay, tuyến đường này đã xuất hiện nhiều đoạn xuống cấp, nhất là khu vực đi qua các xã vùng núi, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Do đó, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải xem xét cho chủ trương nâng cấp mở rộng toàn bộ tuyến đường này. Dự án sẽ được đầu tư theo quy mô đường cấp 3 đồng bằng, mặt đường rộng 11m, vận tốc thiết kế 80 km/h. Đối với 10 cây cầu hiện hữu trên tuyến sẽ được sửa chữa, thay thế, khắc phục hư hỏng và mở rộng mặt cầu phù hợp với chiều rộng nền đường. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 1.435 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2023-2026.